đau rồi đó. Đạo ngữ đau, tháng kia thì đạo ngữ, thấy đạo ngữ bị sợ. Mình đã ngữ cho họ đau. Chuyện dễ sợ thì đã trời yên lặng, ngồi mượn quá sự dễ sợ. Nào đi quảng cáo chờ chợ cầu, hết chợ cầu luôn. Cũng có mấy người khách tới mua thôi, mình không đăng lại không bán không bán mà đi họ, chị mình lấy cái mình nghĩ mình lấn chân mình chờ không mình đi mà giờ thì bán áo chưa xong nữa chị mà kêu mua rồi chị nghe nó kiếm lệ đi mà mình là vô cái bắt đầu mình nói vô cái là mình cho sướng thôi liền tại tự nhiên mình lo bán áo mình là giới thiệu cho mình thấy mặt nhưng mà chị phải kèm theo rẻ lắm chứ không có mắc đâu đúng rồi. Mình phải nói rứa đúng rồi đúng đây chị phần chắc người ta họ sợ chị đúng đa số là người ta họ sợ họ nghe như rứa họ họ đa số là họ có tâm lý của họ là vô sa ba là nhiều tiền đó chị có nhiều cái chỗ của mày rồi chứ phải nhiều tiền lắm chị nhiều tiền lắm làm không có tâm đúng rồi thì vừa rồi chuyện là ban chi chị chạy thì ban chi là gì nói giả rồi đó đó đúng rồi đúng rồi giá mình cứ giới thiệu nhưng mà kèm theo cái dòng rẻ lắm ok tao thấy đi là ok rồi tao thấy giá đi quả được rồi vừa thấy vừa từng mắt vừa thấy giá ok luôn hôm nay ông Phương nó đi quảng cáo vậy mà tức cười sợ bán đồ không bán đó. Còn bà khách nó vui cũng dẫn con đi nặng bụng đi đây nặng cu thấy rồi bán trái cây bán họ vô mua cam uống cho đỡ mụn không bán cam mi đi qua nó trị mụn đi mà cái bài hoài bà là hắn đông khách ơi là hắn đông mà bà không lo gì bán trái cây tới xong bà đứng bà tư vấn rồi bà chỉ đi nặng mụn cái xong rồi khách nó họ qua họ nặng mụn xong họ nói đi chứ ủa nhà nó bà con hả đâu biết ai đâu lòng việc cái gì có mà vừa rồi chị đưa sổ cho những thằng tay lên thằng này đeo cưng cần cũng như nó lùn con tên hiền thằng này tính Khang không biết tôi dạy thì tính Khang con không biết à, mà biết lắm không đi tới ông kia từ dê ông Hào à ông Hào này em biết à thì tiếc thôi đừng lấy ông Hào ông Hào anh làm gần cái chục triệu mang lành ông nuôi bệnh thôi ông nó mà ra hết cái được mẹ không biết sao tình này hiền trời ơi mình liên mẹ chị chị đến lo đi qua này tôi đưa cờ chim coi này mà dạ chị đưa xuống thôi chứ em chị cũng cuộn đi hơn nữa gần nữa nói là ở nước cực cực bậy mà nó gần còn dạ nếu mà về đi thì hỏi em đi chưa nhiều khi đi rồi con biết đi rồi biết rằng con là hàng ngày cái lần đi luôn biết rằng con hàng ngày đi đã không được rồi chứ nói gì tuyệt mọi nữa thôi để anh cô cũng đỡ lấy cái mặt nó ra là biết mà là chỉ nhiều người tội không biết chỗ không đúng mà chị mà thì cũng phải nói nên bơ chứ vừa ok mà thầy giả đồng vừa được thiệt nhiều khách mà. Vui lắm chị đi uống cà phê thấy cái mặt họ muộn không nữa đó cứ ngồi mà cứ chờ cái con bé phục vụ nó ra để nói mà sợ nói thì họ nghĩ đúng mình này kia ca này nọ mà thấy khó chịu quá ngồi mà cái uống cà phê em lâu mà lo canh lo để canh tư vấn kêu canh tư vấn giùm nó mới ghê chứ vui lắm nhiều khách tàu lắm do nhiều người họ bị như mà chị thấy đi chơi chứ mày đứng gãi cứ bữa hôm qua đó bữa hôm qua cái con bé nó bán tiệm thuốc tây chỉ cho cái bà mẹ của nó vô mua thuốc kêu trị mụn mà chị qua bên nhà em xong kêu thôi chị đừng có mua thuốc gì trơn á chị qua chỗ này nè bà dỡ mặt bà ra rồi bà tư vấn nữa không bán thuốc nữa không bán thuốc nữa đang mình bạn cũng lên với tôi ho cái bà mẹ mà con bé mà bà mẹ mà bà nói chuyện với mình bà rướn rướn nước mắt á buông qua có không đúng không nhớ biết không biết mùng cũng đã nhưng mà không bị rỗ cha rồi con gái à dạ tội chứ gái mới tội chứ mà mặt bà xinh gái sợ mặt bà nhỏ cao dễ ráo hết mụn ôi chú chè bay ngư tôi luôn đại nhất
Nhổ miệng vậy hả? Uống đi phải không chị? Ừ. Mày có thấy cục mụn không? Thấy cục mụn thôi. Thấy không thấy? Nhỏ nhỏ. Còn hỏi chỗ này hả? Cà phê chưa? Tội chưa? Chịu làm giỏi. Sao dùng ánh đức quá chứ chị Loan, làm hết ánh đức là có tuyệt vời, mừng quá. Cũng phê. Mấy chị đã anh vẫn cuộn đi limon chứ à? Anh vẫn cuộn đi limon chứ à? Anh kiếm nó đi lần hai đi. Ừ, lên đi. Không đâu, không đâu. Đừng ăn như mới đi. Dè lắm, người ta luôn lại dè lắm. Muốn kiếm nó lại. Ừ. Dạ lắm. Khi mà đi gãy với tiểu chứ với tiểu lấy với tiểu nội. Rồi. À, uống hao lắm đâu rồi chứ uống sữa đâu rồi thấy nha. Uống hao mày để nhân viên tính lâu chứ gì của ăn sữa đâu chứ không sữa đâu nữa đâu. Kim đi lần hai nữa đâu gì nữa đâu. Vì chữ là chị đang vừa đóng tiền. Vì dù khi thầy hẳn được chỗ mà thầy cái mặt có bằng sọt á lắm đấy. Với ai chị mua rồi nói ông là gia liệu với đâu nữa. Ông lại chạy, ông lại vui mình. Nè, rứa mà cũng đạo đức lắm nghe, Phật Pháp đồ đầy nha. Và vừa cái miệng chặt chẹt. Trong vừa miệng chặt chẹt. Ông nói ông dê là tức cười rồi. Không biết ai. Bữa nó bật giấy rồi, bữa nó có cái con ngôi. Mình thấy rồi, bên này đỡ rồi. Chứ mà vừa tự nhiên họ bị nó tay mà cầm bắt họ vẽ ăn quân lên rồi mình chạm vậy sao. Mày đứng gãy á, hẳn giảm cái khả luôn đó. Người ta đời này giờ không bạc, con bị ngửa cho đấy không? Không. Cởi đồ ra. Muốn vậy sợ, lị vậy sợ. Mình nở cho con vừa còn trong con rồi chứ có dưới đường gãy mỗi lần lên nó ăn gì nó còn giảm. Hẳn là nợ giờ không con bị nó cái tay thôi rồi mới chiều. Lý vậy sợ. Mình lấy mà thầy trận kiện mình gì giùm cho mày đi nè. Mấy chỗ đương chí tâm à tôn á. Tôn Thất Tùng. À, không, à, Tân Tổng. Tân Tổng. À, công gần gần Tôn Thất Tùng đó. À, đúng rồi. Sau lưng ở trường Nguyễn Công Trung á. Tân Tổng. À, nhà ông là Tân Tổng. Đường Đỗ Quang chứ. Đường Quang. À, qua Tân Tổng. Quang Trung là hơi dưới kia. Trường học Quang Trung. Đúng rồi đó. Sư lưng vô điện. Ừ. Vô thầy ở mặt thầy. Thầy dê đúng để vô râu thầy sẵn hôn.
rồi đó, có cái đường tầng tắm. Mày vậy có shipper với ai? Suốt ngày mua đồ. Dừng. Rồi mình thì mình bòn tiếp. Gần hết rồi đó. Nước hồ này rất là Kim sẽ gọi để bán nha. Alo. Alo. Em ngủ dữ vậy. Mẹ thử mọi việc cái gì đó xuất đi liền. Con này thì có cái xuất đi liền. Giao chập mặn quán nấu điên luôn. Quán không quán nó sẽ bị quán. Không khỏe nha, mình cũng khỏe nên cái anh cứ đâu vào trong đi. Giao mà nó cũng khỏe nữa. Không đâu mình gọi người cũng đâu khẳng luôn. Nó còn chưa kịp ai nha luôn. Bị sức bị rồi. Nè. Mà cái đó mới hiền rồi, dục rồi đi. Bà rồi trên cái áo tôi rầu. Mua gì? Nó tắt anh. Người tôi luôn.